lớn hơn 2 size lận. Nên là em sẽ kẹp lại cho mấy chị xem form dáng. Thì rất là may là mẫu em đang bận này có đầy đủ size. Nên là chị nào có mặt trong live ngày hôm nay mình cùng ở lại mình săn xếp đồ này với em. Cái đầm này với em các chị nha. Rồi, các chị ơi, hình như là bạn hơi yếu một xíu đúng không? Ok mấy chị, mẫu em đang mang trên người là B816 hiện tại nha mấy chị nha. Cái này nhắc lại một xíu. B816 em đang mang này á, em sale với giá rất là hời cho mấy chị luôn, là 69.000 một đầm. Vậy nên là em chỉ giữ đơn cho chị nào mình đặt hàng trên livestream này có để đúng mã cho em là B816 và cộng số điện thoại. Nói chung em sẽ có size, nhưng mà chị nào mình comment trước em để đơn, còn ví dụ như chị nào comment sau là mình không có đơn giùm em nha. Rồi, B916 này hiện tại B816 này hiện tại em có 3 size là SML các chị nha. Rồi, B816 em có 3 size SML. Em sẽ giới thiệu chung một lần cho các chị nhà mình cái mẫu này để mình có thể chốt nha các chị nha. Dạ, em đang mang trên người sẽ có mặt sản phẩm là B816 các chị. Hiện tại em xem cái mẫu này với mức giá cực kỳ yêu thương trên live ngày hôm nay sẽ là 69.000 một đầm. Vậy nên là em chỉ nhận đơn chị nào mình đặt hàng trên live để đúng cú pháp cho em là B816 và cộng kèm số điện thoại. Bất kỳ trường hợp chị nào nói là em ơi chị lấy mẫu đầm này nha là mình không có đơn hàng đâu các chị. Do là em đã sale với giá 69.000 thì mình đừng quên là cho em đúng mã là B816 và cái số điện thoại của các chị liền nha, để bên em chốt đơn với giá 69.000. Bình thường á mẫu này em bốc ngay là size S để mà em mang, nhưng mà hôm nay là do em mang lớn hơn 1-2 size lận. Vậy nên là chị nào mình thì các chị nhìn cái form dáng giùm em nha. Dạ chị Bảo Thanh 48 cân và em chọn chị CS nha. CS của mẫu này là tầm dưới 48 cân, các chị mang vừa cho em. Vì đây là chất khung Misa, nó có độ co giãn cực đẹp giùm em luôn. Với lại tông màu bên em thiết kế cho mọi người là hai màu cơ bản, đó là màu trắng và màu đen cho em ha. Ăn gian phần form dáng của mình rất là nhiều giùm em luôn. Rồi B816 này hiện tại em chỉ có trên live tầm là 10 chiếc thôi. Vậy nên là em đang live stream trực tiếp trên hai máy. Nên là bây giờ như vậy nè mấy chị, chị nào mình nhanh tay mình comment liền cho em là B816 cộng kèm số điện thoại là mình có đơn. Và bên em sẽ chốt đơn, ví dụ như mà chị nào có số điện thoại trước, có mã trước thì bên em chốt đơn. Ví dụ như mà hết 10 cái này rồi thì trung bình mỗi size cho mấy chị nhà mình đó là tầm 3 hoặc 4 chiếc mỗi size. Nên là chị nào mà mình lấy thì nhớ là cho em liền mã là B816 cộng kèm số điện thoại. Do là em đang mang cái size lớn hơn người em tầm 1-2 size gì đó, vậy nên cái form dáng nó không có được đẹp. Nên các chị mình chú ý là mình có thể là mình nhìn sơ sơ giùm em cái form dáng để mình dễ chốt ha. Và 69.000 vậy đó mấy chị, không có cần suy nghĩ. Thật sự nha, không phải là lần đầu tiên mà em xả với giá rẻ như vậy đâu các chị. Những cái mẫu này bình thường mình mua là 169.000, 199.000, nhưng mà trên live xả có 69.000 thôi, gần như là sell off luôn. Nên là em sẽ không có nói là em chốt chị này, em chốt chị kia, em không dám nói vậy nha. Chị nào comment để mã B816 và số điện thoại trước thì mình có đơn, còn mình comment sau thì mình thông cảm cho em á, là em sẽ giữ đơn, em sẽ gửi cho các chị mình sang những cái mẫu khác. Vậy nên là ai mình đã họ đang thích thì mình chốt ngay và liền cho em nha. Chất khung Misa mấy chị, làm cho mấy chị nhà mình cái đường kiểu là âm gian cho cái vòng eo, mọi người thấy không, cách tam giác ngay vòng eo. Vậy nên là khi mà mình mang á, cảm giác eo của mình nó nhỏ lại rất là nhiều. Do là em đang mang size lớn hơn nên các chị nhìn cái form nó không có được đúng. Nếu mà mình mang đúng size nó sẽ đứng form đẹp đó mấy chị. Rồi 69.000 cho mẫu này dùm em nha. Ok chị kia miếng, dạ rồi em thấy rồi. Chị đang có mặt trong live ngày hôm nay á, chỉ cần cho em mã và số điện thoại thôi là bên em chốt đơn liền nha. Rồi 45kg cho chị Di Lương nè. Chị ơi em có 3 size là S, M, L nha chị Dinh Nguyễn nha. Và size S bên em là dưới 48 cân nè, size M dưới 53-54 cân. Tại vì mẫu này chất khung Misa có độ co giãn, em bao với chị mặc luôn. Rồi size L tầm 58-57 cân đổ lại cho em nha. Ok chị Ngọc Như Nguyễn nè, chị Ngọc Như Nguyễn nè, chị Liên Nguyễn em chốt đơn nha. Rồi bây giờ như vậy các chị, do là mẫu này thì em chỉ có tầm 10 cái thôi, nhưng mà nãy giờ em thấy các chị nhà mình chốt tầm là 6 cái rồi. Nên là em không biết là 4 chị nữa trong live ngày hôm nay thì chị nào mình sẽ là người được chốt đơn hàng. Nên là bây giờ em sẽ không đọc tên của các chị trực tiếp trên live này nữa các chị nha. Bây giờ như vậy nè, em còn 4 cái thì trung bình là từ 1 cho đến 2 cái mỗi size. Nên là chị nào mình lấy thì cho em liền cái mã là B416 nè, kèm size SML và còn cho em xin cái số điện thoại luôn. Tại vì em không biết chắc chắn là chị nào sẽ được chốt cho là ngày hôm nay, do là còn ít lắm. Vậy nên là ai mà mình lấy thì các chị nhìn form dáng cho em. Và bây giờ nha, hồi nãy chị đã được em đọc tên thì mình đừng comment nữa. Còn ví dụ như mà chị nào mình muốn chốt được đơn hàng cho em liền cái mã là gì mấy chị? B816 kèm size kèm số điện thoại. Giờ phút này là xin size số để bên em biết, bên em chừa hàng cho mấy chị á. Nên là ai lấy size nào mình chủ động cho em xin cái size luôn nha. Và giá thì vẫn giữ nguyên là 69.000. Đây, form dáng này cách tam giác ngay vòng eo. Vậy nên khi các chị như mình mang tạo cảm giác là cái form người của mình nó sẽ thon nhỏ hơn rất là nhiều. Nên là ai muốn ăn gian cái form dáng người của mình hoặc là dấu dáng thì các chị chốt ngay và liền xem mẫu này nha. Rồi,